Xin chào các bạn. Thì hôm nay á, các bạn thấy trên màn hình là một chiếc da dách. Da dách nha các bạn. Cực đẹp luôn đúng không? Màu đỏ, cái này gọi là đỏ mận phải không các bạn? Ở ngoài á, là nó đen hơn xíu nha. Thì chiếc xe này á, hiện tại nó đang có mặt ở tại cửa hàng xe gắn máy Huyền Nhí. Địa chỉ cửa hàng nè các bạn. Số 429 quốc lộ 1, khóm 5, phường 2, thành phố Sóc Trăng ha. Mình sẽ ghi và địa chỉ và cái số điện thoại này nè ở trên màn hình luôn. Để các bạn nào có quan tâm thì mình sẽ cứ alo trực tiếp, mình xin giá. Giá xe này là 220 triệu. Xe này là thanh lý toàn quốc. Thanh lý toàn quốc nha các bạn. Và xe này thì cửa hàng Nguyễn Nhí cho mình biết là đã dọn full. Dọn full rồi ha. Nói chung là rất đẹp ha. Cái màu đỏ này mình gọi là đỏ mận đó các bạn, đúng không? Nó nè, đúng rồi nè. Ở ngoài thì nó sẽ đỏ hơn trong màn hình nha. Trong màn hình nó bị nắng, nó làm cho nó vàng rồi. Đó, đỏ hơn trong màn hình. Ở ngoài đỏ hơn nữa các bạn. Mình xem sơ ha, tại vì xe này là xe dọn full nha các bạn. Rồi mình sẽ nổ máy cho các bạn ha. Màu đỏ lên tem trắng ha, cực đẹp luôn. Lên mâm ba đao luôn. Mâm ba đao luôn. Mâm ba đao chạy là nó cuốn đẹp lắm các bạn. Cục giữa nè. Yên nè ha, phía dưới nè. Xe dọn full nha các bạn. Thanh lý toàn quốc luôn. Đây, biển số nè. Quay cho bạn xem luôn ha. Rồi. Rồi, mình sẽ nổ máy nha. Mình sẽ nổ máy các bạn. Khói. Quá trời khói. Trời khói rồi các bạn ơi. Rồi, khói quá rồi các bạn. Mình sẽ ghi số điện thoại của anh Nhí ở trong màn hình. Số này có Zalo. Bạn nào thật sự quan tâm dòng xe này thì mình cứ alo cho anh Nhí ha. Giá là 220 triệu. Thanh lý toàn quốc, cạc vẹt mình có quay cho các bạn xem luôn rồi. Tổng thể xe dọn full cho nên mình không cần phải quay kỹ nữa ha. Đó, như thế này. Cái màu đỏ này đẹp quá các bạn. Quá đẹp luôn. Lên màu đỏ là đẹp quá. Có gì á các bạn cứ alo cho anh Nhí đi ha.
Rồi, mình sẽ kết thúc video. Mình còn những xe độc lạ khác nữa, ví dụ như đây. Mình sẽ dành một clip riêng để quay xe này. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha các bạn. Còn đây là chiếc Vision biển số sẵn. Mình sẽ có clip riêng luôn, Vision. Ha. Xin chào các bạn.